bộ sưu tập này tên là Beta, dịch ra là nổi tiếng và sáng giả. Bộ sưu tập này ấy, thì lấy ý tưởng từ nét duyên dáng thanh lịch của truyền thống của phong cách Ý. Thực ra ấy, khi nghiên cứu bộ này thì anh ấy, cái đầu tiên mà anh nghiên cứu đó là nhân chắc học của con người Việt Nam, đó là số đo và tỷ lệ người Việt Nam. Thì Hương ngồi Hương cảm thấy nó không bị treo chân đúng không? Nệm Hương ngồi, Hương thấy rất êm đúng không? Dạ. Cái nệm này ấy, có thể anh chắc chắn với Hương và mọi người là ngồi 10 năm không bị lún. Và khi ngồi có thể là ngồi 2-3 tiếng ở trên cái nệm này cũng không bị đau lưng. Vì khách hàng mình toàn là những vị khách, những doanh nhân, những cái người rất tinh hoa. Thế nên họ bỏ ra đồng tiền thì phải xứng đáng với những cái chi phí họ bỏ ra. Thế nên anh đã dành rất là nhiều công sức, tiền của và nghiên cứu về tỷ lệ nhân chắc học. Nó là như thế. Thì bộ sưu tập này anh nhấn vào những điểm nhấn chính là trên các cái diện trương của bộ sofa với các sản phẩm khác thôi. Còn tất cả em thấy không? Vẫn giữ nguyên được màu sắc gỗ đỏ này. Đặc biệt nữa là em có thể nhìn thấy cái sofa đơn này thì cái đường gấp khúc của hai cái tay hai bên của cái trương sofa ấy nó gấp xuống rất mềm mại nhưng mà nó lại rất khỏe khoắn, đúng không ạ? Bộ sưu tập này ấy, nó có thể dành cho cả lâu đài được, các biệt thự, cái dinh thự đều được hết. Và đây cũng là cái bộ sưu tập và bộ sofa anh rất rất thích.